Xin chào tất cả các bạn, mình là Lý, Lê Thị Lý. Tôi đang giúp đỡ rất nhiều các bạn từ cách không biết bó hoa. Bây giờ các bạn đã biết cách bó hoa, từ những cách đơn giản đến phức tạp, từ một bông đến rất là nhiều bông. Tôi cảm thấy rất là vui khi có những nhiều bạn đã nhắn tin cho tôi, nói rằng nhờ những cái livestream hướng dẫn của tôi, những video hướng dẫn của tôi mà giúp họ bó những bó hoa đẹp hơn và họ sẽ bán được nhiều hơn. Tất nhiên như vậy thì sẽ tăng thu nhập hơn. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách bó hoa 7 bông và 5 bông. Thì hai cách bó hoa này thì là nó cũng giống như nhau thôi. Do đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn bó hoa 7 bông và từ đó thì cách bó hoa 5 bông nó cũng tương tự như vậy. Thì các bạn hãy theo dõi nhé. Hôm nay thì hoa màu này, hoa này thì chúng tôi sẽ dùng hoa màu xanh. Xanh coban đậm. Màu này rất được rất nhiều các bạn giới trẻ yêu thích. Mình sẽ phối hợp với cả một màu nhạt là màu trắng và hoa giấy màu hoa luôn. Thì có cái cách phối hợp này thì nó sẽ rất là sang trọng và đẹp. Ngoài ra tôi sẽ dùng thêm một tờ giấy này nữa. Chúng ta sẽ gấp nhé. Gấp. Chúng ta sẽ gấp giấy 2/3 và cắt ạ. Chúng ta chỉ dọc phần ngắn này thôi nhá, phần dài chúng ta sẽ để nguyên ạ. Còn hoa thì chúng ta sẽ dùng cái miếng xốp này. Dùng miếng xốp này thì sẽ làm cho cái hoa của chúng ta nó sẽ đều hơn. Thì cái xốp này chúng ta sẽ thường là dùng cái xốp bằng hoa quả ấy. Hoặc ngoài ra thì các bạn cũng có thể mua những cái cành xốp có sẵn. Thì nhưng mà chúng ta dùng cái này thì tôi thấy hiệu quả nó cũng tương tự như vậy, mà chúng ta sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Dùng keo sữa nhá, chấm vào. Cầm. Một bông. Hai bông. Khi chúng ta dùng xốp cắm lên thì hoa của chúng ta sẽ xòe rất đều và đẹp. Đó. Rồi. Như vậy là chúng ta đã cắm xong hoa nhé. 7 bông đã. Xong hoa nhé. Thì với tất cả các màu khác thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy thôi. Tờ giấy này thì chúng ta sẽ làm cái màu cũng giống như vậy nhé. Chúng ta cắt cái này làm 4 phần bằng nhau ạ. Chúng ta vừa cắt đấy ạ. Chúng ta sẽ để ở đây. Cắt chéo này. Gấp như này thì chúng ta sẽ để cái hoa này lên. Đây. Cắt này. Dùng dây buộc lại. Dùng ở bên trong này, chỗ này nó hơi chấm thì chúng ta sẽ dùng cái giấy này, cái màu trắng này, chúng ta gấp hình cánh quạt nhé. Chúng ta sẽ để vào đây. Phía trước của bó hoa như thế này nó sẽ nhìn nó sẽ rất đẹp nhé. Chúng ta sẽ buộc lại. Chúng ta buộc nhiều lớp như thế này á, thì giữ cho bó hoa của chúng ta được chắc chắn hơn.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái giấy này cắt chéo lại cho vào đây. Bên cạnh cũng vậy. Cho đến nước thứ hai thì chúng ta sẽ dùng cái giấy 1/3 còn lại đó. Chúng ta sẽ vào đây. Đến lượt cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng cái giấy màu xanh này, chúng ta gấp vào đây, gấp vào đây. Đây. Và chúng ta sẽ buộc lại. Nơ nhá. Nơ này thì chúng tôi đã có một video để dạy các bạn làm nơ này rồi nhá. Chúng tôi đã có một video để dạy bạn làm nơ này rồi. Đó. Vậy là chúng ta sẽ dở lên và buộc nơ vào đây. Thường là hoa màu nào mà nơ màu đó ấy, thì là nó sẽ sang trọng hơn nhá. Đây ạ. Chúng ta đã hoàn thành. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dán một cái mát này lên đây để thay một lời chúc những điều tốt đẹp nhất cho người mình được, những người được tặng. Vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách bó hoa 7 bông. Ngoài các bó hoa này thì chúng ta chỉ cần dùng đến 2 tờ giấy thôi ạ. Tờ giấy của 60x60. Đấy, chúng ta đã có được một bó hoa rất đẹp và xinh xắn rồi. Rất là tuyệt trong những cái ngày lễ Tết để chúng ta sẽ được tặng cho những người thân hoặc là chúng ta kinh doanh. Thì ngoài ra những bó hoa 3 bông và 5 bông thì cách bó nó cũng tương tự như vậy. Thôi mọi người nhớ like, share và subscribe để nhận được nhiều cách bó hoa đẹp hơn nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có những bó hoa thật đẹp. Xin chào mọi người ạ.